Nay mình muốn nói về cuốn Ngôi nhà của người Hà Lan của Anne Patchett. Cuốn này mình có nghe từ một booktuber từ 2 năm về trước hay là 3 năm đó, và mình nghe review của cuốn này khá là hay nên mình đã mua cuốn này. Nhưng mà mua cuốn này và từ lúc đấy cho đến tận bây giờ, khi mà mình biết là có cuốn bản tiếng Việt ấy mới ra, thì mình mới hối hả là mình đọc. Và đúng như mình dự đoán thôi, mình rất thích những cái cuốn truyện nó thể loại kiểu như cuốn The Dutch House, bản tiếng Việt là Ngôi nhà của người Hà Lan. Thì cuốn sách này nó thuộc cái thể loại mà người ta gọi là Family Saga hoặc là Generational Saga, kiểu chuyện viết với nhiều thế hệ, đa thế hệ, và thường nói về một gia đình hoặc một đại gia đình. Thì những chuyện mà nó theo cái thể loại của Ngôi nhà người Hà Lan này thì có cuốn Pachinko này, cuốn Đẹp là một nỗi đau, Vùng đất quỷ tha ma bắt, Một nửa biệt tích. Đó là mấy cái cuốn, bộ cuốn và cuốn này đều thuộc cái thể loại. Mà đấy là mấy cái cuốn mà đã có bản tiếng Việt này và mình đã đọc rồi. Còn đương nhiên là sẽ có rất là nhiều những cuốn truyện khác nó thuộc thể loại này, và mình cũng muốn tìm thử, đọc thử xem những cái cuốn khác, thể loại khác. À, những cuốn thuộc thể loại này nhưng mà của khác thì nó như thế nào ấy. Cái đặc trưng của cái thể loại Generational Saga hay là Family Saga, kiểu về gia đình nhiều đa thế hệ, thường là nói về nhiều nhân vật, hoặc cũng không hẳn nhiều, đây thì thường là từ 2 trở lên, đi 2 trở lên đã là nhiều rồi. Và thường là các nhân vật nó đều trong cùng một gia đình, trong cùng một cái gia đình lớn. Và ngoài ra thì nó có thể đi theo các thế hệ của gia đình đó. Có một chuyện nữa cũng có thể thuộc được xếp vào thể loại này, đó là Đồi Giáo Hú nhé. Và thường là một số chuyện nó sẽ nói về những cái trauma, những cái tổn thương trong quá khứ của một thế hệ, và nó đi theo đến những thế hệ còn lại. Giống cái cuốn Vùng đất quỷ tha ma bắt là nó dạng như vậy đấy. Hoặc là những cái vấn đề chưa được giải quyết ở cái thế hệ trước thì thế hệ sau sẽ giải quyết. Thì nó có cuốn Một nửa biệt tích là kiểu như thế. Rồi cuốn Pachinko này, hoặc là những ảnh hưởng cái tổn thương đó lên các thế hệ sau. Và như cuốn Ngôi nhà người Hà Lan cũng làm kiểu như vậy. Chuyện và một cái đặc trưng nữa của cái thể loại này thường là sẽ không có cốt truyện rõ ràng, và nó sẽ đi nhiều hơn về cái trải nghiệm của nhân vật, về gia đình của họ này, rồi những cái quá khứ, những cái tổn thương tâm lý, rồi những sự việc xảy ra trong suốt cái gia đình đó này. Và nó sẽ không có một cốt truyện rõ ràng, sẽ không có kiểu gay cấn hay là gì hết. Thế cho nên nếu các bạn mà là những người thích chuyện liên mà nó phải tiết tấu nhanh, rồi nó phải có một cái cốt truyện rõ ràng, thì những cuốn thuộc thể loại Generational Saga là sẽ không phù hợp nhé. Thì cái cuốn này, Ngôi nhà của Ngài Lan, là nói nhân vật chính, đó là câu chuyện của hai chị em là May và Danny, nhà thuộc nhà con Roy. Họ sẽ kể và được kể thông qua điểm nhìn của một người duy nhất thôi, đó là cậu Danny này. Và sẽ câu chuyện nó trải dài suốt 5 thập kỷ, tức là từ khi họ còn bé, khi cậu Danny này vẫn còn rất là ít tuổi, cho đến khi Danny rồi trở thành một người bố ngoài 50 tuổi rồi, và đã trải qua rất là nhiều chuyện, được kể lại chúng ta câu chuyện này. Và Danny với cả Maeve là con của Cyril Conroy, là một người đàn ông rất là đam mê về lĩnh vực bất động sản, rất là thích việc mua đi bán lại các căn nhà, rồi cho thuê các tòa nhà và đi thu tiền ấy. Nói chung là cái sự nghiệp của cả đời ông ấy và cái niềm đam mê của ông ấy nó chính là các tòa nhà, việc mua đi bán lại bất động sản. Và chính cái việc đó ông ấy truyền lại cho chính người con trai của mình là Danny. Và Ngôi nhà của Hà Lan thì nó chính là ngôi nhà mà Danny với cả Bay sinh sống và cũng gọi là lớn lên đến một cái mức độ tuổi nào đấy thôi. Ngôi nhà Hà Lan này nó là món quà mà ông bố Cyril, ông ấy mua tặng cho cả gia đình mình, tặng cho vợ người vợ là Elma hay là Elna này, mình quên tên của bà vợ, bà mẹ của Danny, tên là Elma hay là Elna ấy. Bà mẹ đấy với cả hai đứa con Danny, à lúc đấy mới có May thôi, và Danny thì như kiểu chưa sinh ra hay sao ấy, hay là lúc đấy sinh rồi. Những cái vấn đề ở đây
là ông ấy khi mua cái ngôi nhà này ông ấy không hề hỏi ý kiến của ai cả, bởi vì đây là một bất ngờ và ông ấy nghĩ rằng là cả gia đình ông ấy sẽ rất sung sướng. Tuy nhiên, việc sống ở trong một căn nhà to lớn như thế này đã khiến cho bà vợ ông ấy bị tổn thương tinh thần. Bà không thích căn nhà này và bà không cảm thấy mình phù hợp khi sống ở căn nhà này. Các bạn hãy tưởng tượng một vị thánh đi, là một người lúc nào cũng động lòng trước những cái cảnh khổ sở của mọi người và không bao giờ muốn tự bản thân mình được giàu sang hay là sung sướng, bởi vì luôn nghĩ rằng là có những khắc khổ hơn mình, tại sao mình lại phải sống sung sướng. Thì bà Elna bà ấy là người như vậy, và khi bà thấy mình đã sống ở trong một cái căn nhà rất là to lớn này, tự nhiên có người phục vụ, bà ấy nói rằng là bà ấy thích nấu, nhưng mà cuối cùng thì lại có người nấu cho bà ấy. Cái việc duy nhất mà bà ấy thích và bà ấy làm được đó là nấu ăn, thì bà lại cũng không được làm, bởi vì bây giờ bà ấy là bà chủ và có người giúp việc nấu ăn cho bà ấy, và bà ấy cảm thấy mình không còn cái mục đích gì, mục đích gọi là lẽ sống đi, khi sống ở trong căn nhà này. Và cuối cùng thì bà đã bỏ nhà đi. Bà thực ra trước đấy là bà đã có các cái chuyến đi rất là đều đặn tới một chỗ nào đấy, thực ra là về sau người ta biết là bà định đâu. Nhưng rồi cuối cùng thì một hôm thì ông bố nói rằng là bà sẽ không trở về nữa, bà đã bỏ đi và có vẻ như là bà sẽ đi Ấn Độ hay sao ấy, không ai biết. Và thế là bây giờ ông bố phải chăm sóc hai đứa con của mình. Đương nhiên là ông ấy không chăm sóc được rồi, ông ấy để mặc cái việc chăm sóc đó cho chính những cái cô giúp việc ấy. Và Danny Mae đã từ đấy là đã quấn quýt với nhau, và thực ra cái người chăm sóc chính cho cậu bé Danny chính là cô chị Mae, và từ bé cho đến lớn thì luôn luôn là cái cô chị Mae này là người gần như là giám sát, gọi là giám sát thì nó cũng không hẳn, không phải hẳn như thế, nhưng mà là người mà gọi là giám hộ đi cho Danny từ khi mà bé cho đến khi ở Danny học bác sĩ. Và đó là cuộc sống của họ từ bé đã như thế rồi, nên Danny đã quen với thái độ của ông bố như thế. Đương nhiên là cô May, cô chị May là một cái nhân vật có cái tính cách nó cũng rất là thú vị nhá, và cô bé ấy thì thân với mẹ hơn, và cô May này thì sẽ không không quá là gần gũi với bố mình cho lắm, nhưng mà cũng dần dần là thích nghi được cuộc sống như vậy và chăm sóc cho em trai của mình bên cạnh là những người giúp việc ấy. Thế rồi sự việc tiếp xảy ra chính là ông bố này cưới một người vợ mới, và người vợ mới này mang thêm hai đứa con riêng của mình đến, đó là dì ghẻ. Và có một cái review không một cái bài báo mà còn nói rằng cuốn này nó sự kết hợp của các yếu tố của chuyện cổ tích ấy, như là lọ lem này, rồi cái chuyện gì nhỉ, Hansel and Gretel, chuyện của Grimm, rồi lọ lem và một chuyện nữa mình quên mất rồi. Thì thế là những cái sự kết hợp của các yếu tố cho chuyện cổ tích vào trong cuốn Ngôi nhà Hà Lan này, thì có cái chi tiết về việc là về sau thì cái người mẹ kế đấy của họ đã đuổi đuổi họ ra khỏi nhà, vì vậy mà từ đó là hai chị em phải nương tựa với nhau. Thực ra đuổi thì là cái lúc thời điểm là ông bố bị đau tim, ông chết, và bà dì ghẻ này bà đã quyết định là tống cổ hai đứa con của mình, hai đứa con riêng của chồng ra khỏi nhà. Về cái hình ảnh này, về cái việc này thì ra thì bà dì ghẻ này bà ấy không hề có cái tình yêu thực sự gì với cả ông chồng, ông con Roy, mà đơn giản là bà yêu căn nhà này đấy. Thế nên là cái hình tượng ngôi nhà The Dutch House, ngôi nhà của người Hà Lan, nó sẽ đi suốt từ tận lúc mà Danny và Maeve sống ở đây cho đến cả về sau, bởi vì nó là sự ám ảnh nữa. Bà mẹ của Danny với cả Maeve thì căm ghét căn nhà này và phải rời bỏ căn nhà này vì không thể chịu được, không cho bà lễ sống nào. Nhưng với bà dì ghẻ thì đó lại làm cái biểu tượng mà bà ấy mong muốn, bà ước muốn của sự giàu sang và sự thoải mái, tiện nghi, và bà ấy chiếm đoạt được căn nhà đấy cho riêng mình. Và cái điều này làm mình nhớ đến, cái chi tiết này làm mình nhớ đến một cái phim rất là hay ở trên Netflix, phim bộ nó là Burn the House, Burn the House Down hay là Burning the House Down, phim của Nhật nhé. Thì cũng có yếu tố là một căn nhà đấy, và cái bà nhân vật phản diện trong truyện là bà ấy rất là thích căn nhà đó, bà không hề yêu quý gì cái người chồng của mình gì cả, người chồng là chủ căn nhà đấy, bà không hề yêu quý gì, và bà tìm mọi cách để có thể được vào căn nhà đó, được trở thành bà chủ của căn nhà đó. Căn nhà đó là cái biểu tượng để bà ấy không còn phải sống một cách nghèo khổ lúc xúc suốt ngày cơm áo gạo tiền nữa, bà ấy sống ở đó và bà sẽ là bà chủ, bà không phải lo nghĩ về cái gì hết. Và do sẽ để sao mà bà ấy làm tất cả những việc đó để bà ấy chiếm được căn nhà này cho riêng mình.
nó cũng không khác gì với chuyện với nhân vật Andrea, bà nhân vật gì kể trong cuốn The Dark House. Và thế là cuộc sống của Maeve Dennehy sau khi rời khỏi ngôi nhà Hà Lan thì bắt đầu đó, cái trải dài trong suốt năm thế kỷ. Ở cuốn này thì nói nhiều, nhắc nhiều đến người ta cái gọi là sự hoài niệm, nostalgia. Hoài niệm đây nó thể hiện qua việc là May và cái Danny, khi mỗi lần Danny về thăm May, May thì vẫn sống ở quanh khu vực gần nhà, ngôi nhà Hà Lan này, trong khi là Danny thì có gia đình ấy, thì sống ở New York. Mỗi lần Danny về thăm May, hoặc là Danny khi mà học bác sĩ, học ở một trường khác ấy, thì mỗi lần về thăm May, nói chung như thế, thì cả hai người này họ sẽ đậu, họ sẽ đỗ xe. Và đỗ xe thì như mình không nhớ là đối diện với căn nhà dân Dutch House, đối diện căn nhà, ngôi nhà của Hà Lan, và cứ ngồi trong đấy để nói chuyện thôi. Và họ sẽ luôn luôn nói chuyện về, hồi tưởng lại về quá khứ, và tự hỏi là bây giờ căn nhà đấy là ai sinh sống này, rồi cuộc sống nó sẽ như thế nào. Và đó kiểu một cái kiểu hoài niệm, hồi tưởng về cái quá khứ ngày xưa, và họ sẽ tự hỏi là ngày xưa nó như thế rồi, còn bây giờ nó có như thế hay không, quá khứ đã thay đổi hay chưa, những con người trong đấy như thế nào, họ có còn đuổi mình ra như ngày xưa nữa không. Và cái đó sẽ luôn là một cái bí ẩn trong cuốn sách này, đó là việc chúng ta, người đọc sẽ rất là tò mò rằng là bây giờ trong ngôi nhà này thì ai đang sinh sống ấy, liệu cái bà dì ghẻ đấy còn đấy không, bà dì ghẻ và hai đứa con riêng của bà ấy thì còn ở đấy nữa không, và thái độ của họ sẽ như thế nào đấy. Đó chính là cái bí ẩn của cả chuyện, và đến cuối cùng thì chúng ta mới được giải đáp là trong nhà đấy bây giờ là ai đang sinh sống, rồi chuyện gì đã xảy ra với căn nhà đấy. Thì đó chính là cái câu hỏi đặt ra đến tận cuối cùng, và là cái tò mò lớn nhất của người đọc, là xem căn nhà đấy nó là cái kết cục của căn nhà đấy nó như thế nào, cái gia đình sống như căn nhà đấy bây giờ như thế nào. Và còn lại thì Maeve Dennehy, thì với Maeve, cô chị Maeve phải nói là một nhân vật vô cùng thú vị, và cô chị Maeve có tính cách rất là mạnh mẽ, tự lập, không dựa dẫm vào ai, rất là quyết đoán, và cái gì của cô chị cũng rất là có một cái sự dứt khoát ấy, vững vàng ấy. Và đó lý do sao mà cậu Danny này cực kỳ phụ thuộc vào cô chị. Và đến tận khi mà sống với cả gia đình rồi, có vợ con rồi, nhưng mà Danny vẫn luôn nghĩ về chị mình ấy. Và đó là cái mà khiến cho người em dâu, chính là vợ Danny và May, có những mâu thuẫn rất là lớn đến mức mà họ không thể chịu được nhau. Cô vợ Danny là Celeste nhá. Mới đầu thì họ còn thân, theo tự dưng một đồng cái, và nó trở thành cái sự khác nhau giữa hai người, và họ không thể nào đối đầu, họ không thể nào chấp nhận nhau được nữa. May không thích Celeste, và Celeste thì không thích May. Và đặc biệt nữa là Danny thì lại rất rất là nghiêng về phía người chị gái của mình. Mình nói về cái tình yêu ở đây thì nó thực ra không có nhá. Mình thấy là mặc dù Danny có vẻ có cảm tình với cả cô Celeste, nhưng mà mình không cảm nhận được cái tình yêu của Danny với cả Celeste. Và mặc dù vậy thì cái tình yêu của Danny với các chị gái mình thì lại vô cùng lớn. Và cái tình cảm gọi là sự quấn quýt, rồi sự thương yêu, rồi sự lo lắng chăm sóc cho chị gái của mình. Bởi vì Danny từ ngày xưa đã quen với việc được chị mình bao bọc che chở rồi. Và vậy mà có một cái sự phụ thuộc rất là lớn vào chị mình, và cảm giác người chị đến như một cái gì đó nó rất là vững vàng ấy, để có thể nương tựa vào. Trong khi đó thì Danny gần như sẽ hơi bỏ rơi gia đình kiểu vậy. Và đến phải lúc về sau, khi mà không còn Maeve nữa, thì Danny mới thực sự là cái trụ cột mà gia đình cần. Nhưng mà lúc đấy thì cái gia đình đã quá muộn rồi, nó không được hoàn hảo rồi ấy. Và tự dưng theo một cách nào đó Danny đã trở nên giống với cả bố của mình. Bởi vì đến cuối cùng thì có một chi tiết mà Celeste đã nói giờ có thái độ hơi giống với cả bà vợ Elma kia. Thế nên là mình cảm thấy là Danny đã trở thành bố mình từ lúc nào không hay. Và có lẽ là người đã hiểu được không thải về tính cách của ông bố nào. Tuy nhiên là như thế thì cũng không nên ý. Chúng ta không nên lơ là gia đình như thế. Vì ông bố thì rõ ràng ông ấy đâu có thực sự là chăm sóc gia đình gì đâu. Ông ấy toàn là đi ra với nhà cửa này nọ ấy. Người ông để lại hai con Danny với Maeve cho những người giúp việc chăm sóc mà. Rồi thì Maeve bởi vì là người chị hơn tuổi và lại có cái tính cách rất là vững vàng, rắn giỏi, mạnh mẽ như thế, nên là khi mà bị bà Andrea kia bà ấy đuổi, và về sau là có một cái quỹ tiền mà họ có thể sử dụng, tất cả đứa con của ông Conroy này có thể sử dụng để cho việc học
thì May đã có một kế hoạch trả thù hết sức là sáng tạo và thú vị. Mình rất là bất ngờ về cái cách May trả thù lại bà Andrea kia. Và để làm được điều đấy, để trả thù được điều đấy, để trả thù được thì May đã sử dụng chính cậu em của mình là công cụ. Ở đây thì có thể thấy là rõ ràng May có yêu thương em trai của mình, nhưng mà cái lòng căm thù nó cũng rất là lớn, lớn đến cái mức độ mà May mù quáng và sẽ không bỏ lờ đi cái ước nguyện riêng của em trai. Bởi vì thực ra Danny có biết là mình thích cái gì đâu, và đây chỉ đơn giản là chị mình bảo vào đấy thì làm. Nhưng về sau thì cậu mới nhận ra cái mà cậu thực sự thích lại chính là theo chân bố, tức là làm việc về bất động sản, mua nhà rồi này nọ, sửa nhà, rồi có cái sự ám ảnh rất là lớn liên quan đến các tòa nhà. Vì cái đấy là bởi suốt ngày hồi xưa được ông bố đưa cho đi cùng để thu tiền những người trọ ở trong căn nhà của sở hữu của ông bố ấy. Và bây giờ thì hóa ra là cậu biết là cậu thích cái đấy hơn, chứ không phải là thích cái ngành cậu đang học. Nhưng mà B thì đang cần trả thù lại mẹ ghẻ của mình vì đã tống hai chị em ra khỏi nhà. Nên là cuối cùng thì Danny vẫn phải trở thành một công cụ thôi. Và mặc dù vậy Danny cũng không có sự căm ghét gì chị mình nhá, vẫn rất là yêu thương chị mình, quý chị mình, và mặc dù biết là mình đang bị lợi dụng nhưng vẫn chấp nhận. Và thực ra thì nó cũng không phải là cái gì nó quá là tệ hại, bởi vì dù sao thì cậu này vẫn học rất là tốt. Nhưng cuối cùng thì khi mà ra làm việc thì không không làm theo cái nghề đấy và quyết định là vẫn nửa góp bố. Thì tụi cái chính cái điều này nữa cũng đã tạo một cái vết nứt không bao giờ hàn gắn được giữa May với cả vợ của Danny là Celeste. Bởi vì Celeste cũng lại vấn đề là về tình yêu, cái yếu tố tình yêu đây nó không có ấy. Là như mình nói thì cái cậu Danny rõ ràng là mình cảm thấy không phải là theo kiểu yêu Celeste, yêu say đắm thì mới cưới đâu, mà nó như dạng hợp nhau hay là gì thôi. Nó cũng không có cảm thấy không tình yêu ấy, không có tình cảm kiểu tình yêu ấy, mà chứa lại Danny yêu chị gái mình nhiều hơn. Còn Celeste thì cái tình yêu nó cũng không hẳn là tình yêu, mà đơn giản cái mà cái cô Celeste để yêu đó là bởi vì muốn, tức là có cái kế hoạch sẵn trong đầu rồi, tôi muốn cưới một bác sĩ, đơn giản vậy. Thế nhưng kết quả là Danny không hề đi hành nghề bác sĩ, và đó lại là một cái mà Celeste không 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 thể nào tha thứ được. Chính cái việc mà Celeste mong muốn là có thể được cưới bác sĩ, thế nó lại in sâu vào đầu của con trai của hai người. Và cậu con trai đấy cũng sẽ và cậu con trai đấy đã quyết định là sẽ học bác sĩ. Ấy, các bạn thấy là cái ảnh hưởng từ về phía người lớn, cái giáo dục của người lớn ấy, nó đi theo suốt cả cuộc đời của những con người này, và họ đã trở thành những người như bây giờ. Rồi đến về sau cũng có một cái chuyện sự việc xảy ra liên quan đến mẹ của Danny với cả May, là bà mẹ bà xuất hiện. Chúng ta vẫn luôn nghĩ là bà ấy trong mất tích đâu, bà cũng chả quan trọng nữa, bà không liên quan gì đến câu chuyện nữa. Nhưng mà bà ấy trở về và cũng làm sáng tỏ được rất là nhiều những cái bí ẩn ngày xưa. Bà ấy đi đâu và tại sao bà lại ghét căn nhà này rồi này nọ. Rồi cái việc những cái quan trọng hơn nữa là khi mà bà ấy trở về thì bà ấy gần như là lại làm cắt đi cái tình cảm của hai chị em. Bởi vì là bà mẹ này, bà ấy bỏ đi khi Danny còn quá nhỏ ấy, nên Danny không thực sự là có nhiều những kỷ niệm với cả mẹ mình. Nhưng May thì ngược lại, May có vô vàn kỷ niệm với cả Elma, và vì vậy mà hai người vô cùng thân thiết. Và Danny cảm thấy như mình bị phản bội, mình đang bị cướp đi, ai đó đang cướp đi chị mình khỏi Danny. Và Danny rất là bực mẹ mình điều đấy. Bởi vì thực ra Danny vẫn từ trước đến nay là luôn có một cái sự căm ghét mẹ mình để trong lòng, là tại sao lại có một phụ nữ có thể bỏ con cái mình mà đi như thế, người mẹ nào lại làm như thế, khi mà trở về thì lại cướp đi cả chị gái mình nữa. Và đó là những cái mà những cái nỗi đáng ghét bỏ của Danny ngày càng lớn dần. Nhưng rồi dần dần thì tất cả là vì May mà thôi. Danny sẽ vì May để mà giữ được cái tâm trạng rất là vui vẻ của mình ở bên ngoài, mặc dù là không hề thích tí nào cả. Đến cuối truyện, khi mà chúng ta được biết về sự thật bên trong căn nhà của người Hà Lan hiện tại tình trạng nó như thế nào, thì nó sẽ thì lại thì cái mối quan hệ của những con người này nó chuyển sang một cái khác. Và
tự dưng có một sự thay đổi trong tâm lý của bà mẹ, là từ khi bà không thích, bà căm ghét căn nhà ngoài Lam, và bây giờ tự dưng bà lại thích căn nhà ngoài Lam, bởi vì đơn giản thôi, bà bây giờ đã có một mục đích, một cái lẽ sống. Hồi xưa khi bà sống trong nhà đấy, bà không có một cái lẽ sống gì cả, bà cảm thấy mình quá vô dụng. Bây giờ bà cảm thấy mình cần thiết rồi, có một tiếng gọi bà ấy thôi, nên bây giờ bà thích căn nhà đấy. Nó như cuối cùng thì chính là căn nhà của Ngài Lan này, nó thay đổi cuộc sống của tất cả các nhân vật trong chuyện. Mặc dù như cả Danny với May, họ đã không sống ở căn nhà này từ khi mà May vẫn còn đang học đại học ấy, từ khi đấy rồi, nhưng mà nó cứ quanh quẩn trong tâm trí họ. Thế như mỗi lần Danny về quê thì hai chị em lại đỗ xe ở trước căn nhà đấy và bắt đầu nói chuyện về căn nhà đấy, rồi ngẫm nghĩ, rồi mường tượng các kiểu. Với cuốn sách này thì thực sự là nó cũng chẳng có gì nhiều để nói về cái tình tiết ấy, bởi vì nó cũng chỉ là các cái chuyện cảm giác nó cũng rất là đời thường thôi. Nó không có gì để chúng ta phải cảm thấy ngạc nhiên hay là cảm thấy là phải tò mò, với rất rất là tò mò hay là hồi hộp để theo dõi đoán định cái sờ xem cái chi tiết theo gì. Nó chỉ đơn giản là một cách kể, một cái kể một cái cuộc đời trải dài, tất cả mọi cái nó liên quan đến xoay quanh cái căn nhà người Hà Lan này. Căn nhà mà trông rất là đẹp bề thế, nhưng mà thực chất thì cái lịch sử nó cũng rất là phức tạp, lịch sử của những người đã từng sống trong căn nhà đó, họ phất lên rồi họ lại tàn lụi. Và căn nhà này chứng kiến mọi thứ, nó cũng như là một cái biểu tượng và một cái gì đó rất là cố định trong cái cuộc đời của cả Danny và May. Và đến cuối cùng thì tất cả họ lại quay trở lại căn nhà đấy mà thôi. Đi đâu nhưng mà cuối cùng vẫn về lại căn nhà này, một căn nhà mà có người ghét và có người không, nhưng rốt cuộc tất cả đều vẫn trở lại hết. Nếu các bạn đã đọc cuốn sách này rồi thì cho mình biết cảm nghĩ của mọi người, cho comment dưới. Đây là cuốn sách, một trong cuốn sách hay nhất trong năm 2023.